phương án tăng giá điện mới nhất của EVN. Kính thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định số 24 của Thủ tướng quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, EVN thống nhất với thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Tại dự thảo này, nguyên tắc điều chỉnh giá là sau khi Bộ Công Thương kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu. Chi phí này bao gồm khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện, điều hành, quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện. Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có tăng, có giảm với biên độ được quy định rõ ràng. Nếu trường hợp giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, thì EVN sẽ giảm giá bán ở mức tương ứng, lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát. Trường hợp tăng giá sẽ được áp dụng khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên. Tuy nhiên, thẩm quyền điều chỉnh tăng giá sẽ căn cứ vào mức độ tăng của giá bán điện bình quân. Cụ thể, nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN sẽ được quyền điều chỉnh tăng ở mức tương ứng. Sau khi tăng, EVN sẽ lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát. Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, Bộ Công Thương sẽ có thẩm quyền quyết định khi nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN. Còn với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định, Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét cho ý kiến. Đề xuất sửa đổi các chi phí giá bán lẻ điện bình quân thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch. Ngoài ra, EVN cũng thống nhất với các quy định liên quan đến việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện hàng năm. Tại dự thảo, Bộ Công Thương quy định giá bán lẻ điện bình quân năm được lập trên cơ sở chi phí của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện, điều hành, quản lý ngành, chi phí khác được phân bổ và chỉ bao gồm những chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện, lợi nhuận định mức của EVN để đảm bảo khả năng vận hành cung ứng điện. Còn EVN đề xuất sửa đổi chi phí khâu truyền tải điện là chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, bổ sung thêm chi phí điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Việc này được lý giải là nhằm phù hợp với việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 từ EVN về Bộ Công Thương, cập nhật kịp thời các chi phí biến động cấu thành giá sản xuất điện trên thị trường. Với đề xuất đó, EVN cũng đề nghị Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn EVN việc tính toán giá bán điện bình quân và các thành phần chi phí như đã nêu ở trên. Gần 100.000 lao động giảm việc, mất việc được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng. Kính thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức kéo dài gói hỗ trợ lao động giảm việc, mất việc từ 1 đến 3 triệu đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, quyết định kéo dài chính sách hỗ trợ đoàn viên, lao động khó khăn theo Nghị quyết 06, thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hạn nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Công đoàn dự kiến hoàn thành hồ sơ hỗ trợ công đoàn, người lao động chậm nhất trong tháng 3 năm 2024. Theo cơ quan này, việc này nhằm chung tay hỗ trợ doanh nghiệp còn khó khăn phải cắt giảm đơn hàng và chăm lo cho lao động. Dự kiến khoảng 50.000 người bị giảm việc, ngừng việc, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người. Khoảng 40.000 người bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, mức hỗ trợ 2 triệu đồng trên một người. Khoảng 5.000 người bị mất việc, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ 3 triệu đồng trên một người. Tổng dự toán khoảng 145 tỷ đồng. Người thụ hưởng chỉ được hỗ trợ một lần trên chính sách. Đồng thời, người lao động phải có tên trong danh sách trả lương hoặc bảng lương của doanh nghiệp trước thời điểm bị ảnh hưởng, đề nghị hỗ trợ ít nhất 30 ngày trở lên. Trong khi đó, người được xem xét hỗ trợ do bị chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, có tên trong danh sách trả lương hoặc bảng lương của doanh nghiệp trước khi mất việc, đề nghị hỗ trợ ít nhất 90 ngày trở lên. Nếu bị mất việc,
từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 thì thời hạn ít nhất là 88 ngày. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cuối năm 2022, các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động. Do vậy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã có nghị quyết 06 và nghiên cứu ban hành quyết định hỗ trợ cho lao động thiếu việc làm, mất việc làm. Theo đó, hơn 81.600 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, tổng số tiền trên 114 tỷ đồng. Những vali triệu đô mang tiếng cảm ơn. Quý vị thân mến, có thể là bác sĩ cứu sống người thân, thầy cô giáo dạy con ta thành người thì có lời cảm ơn. Không nên cực đoan bởi điều này phù hợp với văn hóa người Việt, tinh thần uống nước, nhớ nguồn. Lời cảm ơn đó có khi chỉ kèm theo gói trà, mấy ký cam trong vườn nhà, cân đường, hộp sữa hay con cá đánh dưới ao. Tất cả chỉ nhằm thể hiện tấm lòng, sự chân thành của mình. Nhưng khi một số cán bộ có chức vụ cao trong vụ án, chuyến bay giải cứu đứng trước tòa, giải trình nhận nhiều tỷ đồng của doanh nghiệp chỉ là cảm ơn là điều không thể chấp nhận. Không có tình cảm thông thường nào mà cảm ơn tính bằng hàng chục tỷ đồng, cả trăm ngàn USD, thậm chí là cả triệu đô như thế. Bên cạnh đó, qua vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu cho thấy, trong lúc cả dân tộc, đất nước đang khó khăn, cam go nhất, lẽ ra cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, phải hết lòng vì dân, vì nước, thì họ lại tìm cách trục lợi. Đồng thời, nó là những ví dụ tiêu biểu cho hành vi tham nhũng tiêu cực, không còn ở một nơi, một bộ phận mà đã có tổ chức, rộng rãi, quy mô lớn, từ trên xuống dưới, từ trong nhà nước ra ngoài tư nhân. Trong vụ án này, những người vi phạm là cán bộ từng ở cấp cao như cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Tất cả họ đều là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua quy trình chọn lọc kỹ càng, có trình độ, rèn luyện, tiếp xúc nhiều với pháp luật. Nhiều người còn là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng do lòng tham, không giữ được mình trước lượng tiền quá lớn, kiếm tiền quá dễ nên họ đã sa ngã. Họ đã bỏ qua những điều thiêng liêng nhất của con người là nhân phẩm, danh dự để tham nhũng số tiền rất lớn. Những đồng tiền họ chiếm đoạt chính là trên xương máu, trên sự sinh tử của người dân. Do đó, việc xử lý nghiêm minh những hành vi này là điều cử tri nhân dân mong đợi. Đây cũng là bài học rất đắt giá cho các cơ quan tổ chức trong việc lựa chọn cán bộ, vốn là vấn đề cốt tử của bộ máy. Phải nhìn cho đúng, đừng tưởng đỏ là chín. Không để lúc quy hoạch ai cũng tốt, cũng đẹp, nhưng khi trở thành ủy viên trung ương, bộ trưởng, cán bộ cấp cao rồi lại ngã tay trèo. Đây là những vấn đề phải bàn rất kỹ và có giải pháp cụ thể, rõ ràng, nhất là trong lúc này, khi Đảng đang làm công tác quy hoạch cán bộ cho khóa tới. Cạnh đó, phải xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kiểm soát quyền lực cán bộ ngay từ khâu chọn cán bộ. Khi giao quyền lực cho cán bộ mà thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hay chưa chặt chẽ sẽ dẫn tới lạm quyền, lộng hành, lợi dụng quyền lực để sai phạm như các vụ án trên. Ngoài ra, phải kiểm soát bằng được thu nhập, tài sản của cán bộ để chống che giấu, tẩu tán tài sản. Chỉ khi nào có sự đồng bộ các giải pháp và đủ mạnh cả bên trong lẫn bên ngoài thì mới mong bớt đi những vali tiền mang danh cảm ơn. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.